đó. Được đi. Được, được, được nhắn lấy chồng. Không. Phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An sống hồi à? Đi đi. Sống hồi à? Con bỏ tay cho con. Tay. Thì nó mới cùng nó dấp tay đây, ngán tay. Không, phải hai thiền đang cậy vợ động tay con. Đó, kề con quen rồi. Ngồi kinh nữa, ngồi lên kinh, kinh nổ nữa. Ê. Ừ. Chặt mười tuổi. Nước uống nước về qua đưa lại. Chặt chân. Rừng biết bơi như thật. Không chưa. Đã có áo pháo luôn con. Nó là hai gió thì hai người hết kiểu hết đấy. Có chị hai người nè. Quạt gì gì. Trở về. Trở về phố cổ Hội An. Con khi nào tá là nó cũng rừng cẩu nữa lên sáng đấy. Thì cũng trong vùng đấy cả. À rừng cao bảy màu. Còn đây là ngồi gần đi mát cho đi bộ mọi chất. Lưng sáu chi vẫn có thế. Có hầm. Biết chưa? Hả? Dư xịp mà dư. Ở đây hơn 10 cái thuyền, hơn 20 cái thuyền luôn đi. Ừ. Rồi nha, rồi tế. Rồi, những người đang mới được tính hết miếng rồi. Bây giờ em ở đâu tới đây? Em Hà Tĩnh. Xong này em cặn thôi mà. Bơi, em đi đây là... Ngang cổ không? Ngang này không? Mệt rồi. Mệt rồi em vẫn đang loài cổ, lụt đâu còn đi cho nắng óng. Em đi đây là sự an toàn cao nhất của em rồi đó. Bơi chim lằn nổi. Màu đỏ. Em muốn màu đỏ tệ. Tệ màu đỏ. Màu đỏ xấu. Đẹp đưa. Vê. Màu đỏ cả sĩ. Có lẽ anh. Cái tay là kiểu cái phải tập phải chấp tay này. Hay mồ chứ hay mồ. Ở nó chỗ chứ. À vì em muốn chấp tay rồi. Mùi phải biết là chấp tay rồi. Bỏ tay vô. Mình nó hay chứ hay ở nó kiểu nó hay cái gì. Hoa đắng rồi. Hay là bây giờ thả hoa đắng rồi. Lão chúng nó bị rớt không mày à. Bây giờ anh cứ thấy cái này. Cầm rá nè, cầm rá mà bật nè. Ô đến thả nhá. Đó, nó bỏ. Đây đến chập tối mới đẹp. Thả nhá mẹ. Ô nữa hả? Đây đến chập tối mới đẹp. Rồi cái đã đi thả. Ừ ừ ừ thả. Bố đứng coi. Mô, bố đứng coi. Bồ Đức. Khi trưa xuống là đi Vân Dưa bảy bảy màu bốn á. Vân Dưa là đi đi sống. Thả tay ở sân nước luôn đi. Đây là xã Nguyên nè, Nguyên. Thả xuống rồi, hai thông. Bây giờ là về phố cổ Hội An. Du thuyền. Thả hoa đắng. Bây tối mới đẹp, bây ngày cũng đẹp. Bây ngày chưa rõ đen cũng đẹp. Bật đen, bật đen, bật đen. Bật đen, bật đen.
Nhưng mà có những người đấy. Chinh chinh. Có 30 tuổi đó. Có 30 tuổi đứng bên kình thôi. Đâu? Chưa chứ đó. Chưa chứ đó. Thế trưa là rừng cầu là không à, không cần mặc áo pháo. Hai chết lười chứ. Thầy lúc đó phải thầy đồ mồi. Đồ gì? Đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt đấy. Bắt đi, bắt đi. Bắt nhấp nhảy nó. Họ đấy cũng là khá thâm đa hè. Đi cho thuộc cái này chưa trả tên được chưa? Tên được á? Nhưng mà sợ dữ rồi. Rồi gì? Hả? Ghi vô rồi rồi. Nhưng mà chưa trả cho mấy tế chưa? Thôi, nghe bản chưa? Sáu một lần chứ, hình như trả rồi được không ấy? Trả chín chục nữa. Có lẽ trả rồi không ấy? Trả rồi phù rồi phải chứ, trả rồi phải. Chập danh, chập danh. Không nhìn mặt. Mặt mà cũng đẹp thật. Đó, đi thuyền nhỏ quá thuyền to. Bây giờ đến thuyền to lại lên họ đưa từ thuyền nhỏ qua thuyền to. Bưởi mà chỗ ta đi, bưởi mà chỗ đi thì coi. Coi xong rồi nói là. Nghe này có vừa bị chiêu gọi điện để gọi điện bác sĩ đi biển. Chuột cốc chưa, chỉ sống trên sáu em đứa lên. Năng tu nôn sùng thấy là kha có mượn can mắng. Lại khôn có tông lọt. À. Ngồi đó là phải chờ đông người. Ủa cổ công nhân hay họ có điện nguyên rồi hay. Thuyền to thuyền nhỏ thì dẫn thích ngồi thuyền mọi người dư đó cá nố nè hay cá nố đã chuyển thành nắng vàng xì đâm nè. Ờ đang thuyền lâu lâu có anh bố tuổi hắn có bố sao không ấy cùng thuyền xong ấy đến khi nắng vàng xì lướng nè nốc thúng nè thôi sao chắc anh không như
Bữa nó dư mấy thuyền đó bé? Năm thuyền. Năm lời thuyền. Đi xa mùa đó cũng nhớ về hà. Nhớ núi hồng. Nhớ dòng sông lâu nơi biển cả quê. Nghe con ngày con ngắm thấy được. Được mà, nhưng mà đem tắt rồi. Không, lẻ lẻ của kỳ. Bút phân của táo đỏ. Không phải, chắc chắn rồi. Chưa ơi, chưa. Tết tích cái này bắt đầu bị dập. Đỏ. Là kha thằng bà đà nó. Ông Dương mà treo tạ đi đi mình chắc. Màu đỏ có phải có miếng. Miếng nhỏ đó. Màu đỏ lên nhiều nhất. Màu đỏ là thả nhiều nhất. Màu đỏ là thả nhiều nhất. Màu đỏ là thả nhiều nhất. Cái quả táo nó có một cái nhắn nè. Nó rất rất kiểu đâu vậy. Sáng là cái mà. Giống ngay hồi hóa đắng. À, hóa tính sang những con đường. Màu đỏ và từ những đường sang đến con chị. Chị chơi màu đỏ à? Lên quán chị. Nghe đây nè. Thì cái nhà ăn đúng là đầm chất hay. Đầm chất. Khỏe đã hay. Đang đây. Ừ, đi nói như đi. Ừ, thằng kia. Đã chưa? Chứ cái tôi. Họ bỏ chứ. Họ nói trên mà họ vẫn bỏ. Giờ cho anh em đi khởi động đi. Khởi bữa đâu. Để lên bữa bốn bữa khởi động đi. Câu nó chỉ mà họ đi đông nó nướng hay họ mang chi trên hay câu nó mang chi trên mà đông rồi mát công nhân mà cái câu họ câu họ cũng làm đẹp đó. Hồi án. Rồi.
mấy cháu với chị phải áo phao giùm em, mấy áo phao lá cho đi về.